Với đặc thù là doanh nghiệp xuyên biên giới, Google và Facebook không cần bất kỳ giấy phép nào cũng có thể hoạt động tại Việt Nam. Doanh thu ước tính lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ, nhưng cơ quan thuế Việt Nam gần như không thu được thuế từ các đại gia này. Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh không công bằng cho các doanh nghiệp trong nước. Theo số liệu dự đoán từ công ty nghiên cứu thị trường ANTS, năm 2018, mức độ chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam ước đạt 550 triệu đô la Mỹ, trong đó quảng cáo chi tiêu cho Facebook chiếm đến 235 triệu đô la Mỹ. ANTS dự đoán năm 2019, doanh thu quảng cáo trực tuyến Việt Nam ước khoảng 648 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, mạng xã hội này không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế tại Việt Nam. Facebook thì phần nhiều là nhận quảng cáo trực tiếp từ khách hàng và không có thông qua một cái công ty Việt Nam, nên cái việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Facebook là trốn tránh rất là nhiều. Và cái cuối cùng nữa là về vấn đề thanh toán thì một số các cái quy định về thanh toán, về công khai những cái nguồn gốc đối với những cái hoạt động mà thanh toán xuyên biên giới theo các quy định của chính phủ Việt Nam thì Facebook cũng không tuân thủ. Cái việc thu thuế của các cái đơn vị cung cấp cái mạng xã hội, dịch vụ mạng xã hội như này thì nó có những khó khăn, bởi vì là các doanh nghiệp này thì đang là đặt máy chủ ở nước ngoài, văn phòng đại diện rồi chi nhánh trụ sở ở nước ngoài, cho nên cái việc mà thu thuế đối với các doanh nghiệp này thì chúng ta cần phải yêu cầu họ tuân thủ các cái quy định của Việt Nam về quảng cáo cũng như là về thương mại điện tử, để yêu cầu họ phải có những cái văn phòng đại diện chi nhánh, mình phải có cái quản lý được về mặt tổ chức cũng như là về mặt hành chính thì mới có thể áp dụng biện pháp thu thuế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng hiện Việt Nam chưa xác định rõ được dòng thuế và mức thuế quảng cáo trực tuyến thì rất khó có thể buộc tội trốn thuế với các doanh nghiệp như Facebook hay Google. Do đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy định về thuế cho các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Muốn quản lý thu thuế được tốt thì phải có cái chia sẻ cơ sở thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ quan thuế, với các cơ quan tổ chức tín dụng, các quan làm dịch vụ chi trả, kết nối thông tin được. Hai nữa rằng là gì? Đối với những cái trường hợp mà có thể là người ta ứng dụng cái tội phạm công nghệ cao đấy, có thể người ta trốn thuế bằng cách là xóa đi tất cả những dữ liệu buôn bán, thì mình phải phối hợp để phục hồi lại các cơ sở dữ liệu đó rồi mới có thể là thu thuế được. An ninh mạng hiện nay đã có một cái quy định rất cụ thể về việc là các công ty xuyên biên giới hoạt động kinh doanh phát sinh lợi nhuận tại Việt Nam thì phải đặt văn phòng đại diện hoặc là mở chi nhánh tại Việt Nam. Điều đó nó sẽ giúp cho chính phủ Việt Nam quản lý được các cái hoạt động của các công ty xuyên biên giới và thu thuế được. Nên đây là một cái quy định rất cần thiết và nó là thông lệ chung của quốc tế. Rất nhiều nước cũng đã yêu cầu như thế. Các cái công ty xuyên biên giới thì họ có quyền chọn lựa mở văn phòng đại diện hoặc là không hoạt động tại Việt Nam nữa. Nhưng chúng tôi kiên quyết là những công ty nào mà đã hoạt động tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài mất bình đẳng về việc nộp thuế, các doanh nghiệp trong nước còn bị thua thiệt về điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp Việt Nam đang gặp bất lợi hơn khi thủ tục xin phép cấp phép rồi trách nhiệm kiểm soát, kiểm duyệt nội dung trước các cơ quan chức năng trong nước. Như vậy, để giúp doanh nghiệp trong nước bình đẳng về luật chơi, giải pháp là gỡ bỏ cái ách về điều kiện kinh doanh đang quàng lên doanh nghiệp trong nước.